không đâu khác chính là các cây ATM này. Từ bàn phím, khe cắm thẻ hay cả tay nắm cửa ra vào đều cáo bẩn, dường như chưa từng được vệ sinh, lau chùi. Không chỉ vậy, dù các cây ATM đều có thùng rác hoặc khay đựng phiếu giao dịch, tuy nhiên giấy rác, thậm chí các khẩu trang đã sử dụng vứt bừa bãi. Người dân thì chẳng mấy quan tâm, hoặc nếu có quan tâm thì cũng chỉ biết lo lắng. Không chỉ ở Việt Nam, ATM ở các nước trên thế giới cũng không hề sạch hơn. Mỗi ngày, một cây ATM có rất nhiều người đến giao dịch. Chính vì vậy, ngay cả khi không có dịch bệnh như Covid-19, việc vệ sinh tay sau khi giao dịch ATM là rất cần thiết. Bộ Y tế ban hành công văn khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với trung tâm thương mại, siêu thị, công viên, khu du lịch trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại một số nước. Trong đó khuyến cáo với người lao động, người làm việc, người bán hàng trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ, với khách hàng, về trách nhiệm của ban quản lý và người sử dụng lao động về vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu dịch vụ, cụ thể như sau. Đối với người lao động, người làm việc, người bán hàng, trước khi đến khu dịch vụ phải tự đo thân nhiệt. Trong thời gian làm việc tại khu dịch vụ, người làm việc tại các vị trí phải tiếp xúc với khách hàng, người dân, cần đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hạn chế bắt tay, hạn chế tiếp xúc với khách hàng khoảng cách dưới 1 mét. Thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi vào làm việc, sau giờ nghỉ giải lao, trước và sau khi ăn, trước và sau khi chế biến thức ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho, hắt hơi, khi tay bẩn, sau khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Đối với khách hàng, không vào khu dịch vụ nếu có các biểu hiện như là sốt hoặc ho, khó thở, mệt mỏi, hoặc nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. Sử dụng khẩu trang đúng cách khi đến chỗ đông người theo hướng dẫn của Bộ Y tế và bỏ ngay khẩu trang sau khi sử dụng vào thùng rác đúng nơi quy định. Thông báo ngay cho người làm việc tại khu dịch vụ để được hướng dẫn và hỗ trợ khi bản thân thấy có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở. Trách nhiệm của ban quản lý và người sử dụng lao động: phân công và công khai thông tin liên lạc như tên, số điện thoại của cán bộ đầu mối phụ trách về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại khu dịch vụ. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy. Bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh và đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng cho người lao động làm việc, bán hàng tại khu dịch vụ và khách hàng. Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người làm việc có tiếp xúc với khách hàng. Tổ chức tập huấn cho tất cả người lao động làm việc, bán hàng tại khu dịch vụ về việc thực hiện khuyến cáo này và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, cần thực hiện cách ly ngay, đồng thời thông báo cho cơ quan y tế địa phương thông qua đường dây nóng 1900 3228 hoặc 1900 9095.